Vâng, thưa thị xin chào toàn thể quý chị nha. Chào mừng toàn thể quý chị quay trở lại với kênh YouTube Thiên Định TV. Hôm nay Thiên Định đang có mặt tại dự án Vinomotion Park và Thiên Định đang đứng tại khu thương mại dịch vụ Biển Hồ 9A. Một trong những cái khu thương mại dịch vụ được bán sau cùng, đúng không ạ? Còn 3 phân khu nữa. Còn có 3 phân khu nữa chưa mở bán, nhưng mà hiện tại khu thương mại dịch vụ Biển Hồ 9A là cái khu thương mại dịch vụ bán gần đây nhất và cũng là một trong những cái khu bán sau, đúng không ạ? Tại vì rất nhiều cái khu đã bán trước đấy rồi. Và khu thương mại dịch vụ Biển Hồ 9A này thì trước Tết được chủ đầu tư đã mở bán về bán với cái mức giá chênh rất là cao. Và hôm nay đây cô chú chúng ta hãy cùng theo chân Thiên Định xem. Thiên Định sẽ giới thiệu với cô chú chúng ta một cái sản phẩm, một cái căn với diện tích đặc trưng và vị trí rất đẹp, nằm ngay gần với trục đường 52m và giá hiện tại đang bán, gia chủ đang bán với cái mức giá khá là hợp lý. Và Thiên Định bật mí luôn là căn biệt thự này còn đang được hỗ trợ lãi suất đến tháng 6 năm 2023 các anh chị ạ. Nào, chúng ta cùng đi thôi nào. Let's go, xin mời. Vâng, đây các anh chị ạ. Hiện tại thì Thiên Định đang đứng trên trục đường 52m này. Đấy, bên kia chính là phân khu sau biển các anh chị nhá. Đây, còn đây là dãy phố thương mại dịch vụ Biển Hồ 9A, đúng không ạ? Chúng ta đi thẳng lên đây, đây là chúng ta sẽ đi lên hai đảo Ngọc Trai. Còn đây Thiên Định đang đứng trên vỉa hè này. Đấy, bên đây là khu Biển Hồ 9A này, đúng không ạ? Biển Hồ 9A thì được chia làm hai bờ lốc chính, đúng không ạ? Mỗi bờ lốc thì có hai dãy. Đấy, hiện tại thì Thiên Định đang đứng và Thiên Định đang muốn giới thiệu với toàn thể quý anh chị chúng ta, chia sẻ với quý anh chị chúng ta một cái sản phẩm, một cái căn shop thương mại dịch vụ ngay cạnh góc luôn. Đấy, mà Thiên Định thấy được rằng là với những cái vị trí như này thì có rất nhiều căn đang bán và đang chênh với cái mức giá tầm khoảng từ 25 đến 27 tỷ một căn. Nhưng căn này Thiên Định chia sẻ luôn với quý anh chị chúng ta là chủ nhà đang mong muốn bán nhanh, tại vì chủ nhà có gọi là có việc gấp đấy, để chuyển đổi mục đích. Đấy, đấy, chuyển đổi mục đích thì chủ nhà đang muốn bán. Và cái vị trí của nó rất đẹp, tại vì đây cô nhìn thấy đây là bùng binh lớn này, kia chính là dãy sao biển 01. Đấy, đối diện với nó là vườn, đằng sau là vườn hoa. Và đây là căn góc mà hiện tại đang có dịch vụ BIA 183, à 1983 Club đấy. Đấy, hiện tại cũng đang rất là hot. Nằm cái trên cái trục đường này thì cái lượng xe cộ đi lại thì rất là đông luôn rồi, đúng không ạ? Và cái vị trí này là cái vị trí cạnh góc. Và cái cô chú chúng ta biết được là những cái căn góc thì nó là siêu VIP rồi. Và cái căn cạnh góc thì sau này chắc chắn là, một là chúng ta sẽ có giá trị bằng cách chúng ta bán cho cái căn góc, bán cho cái căn góc người ta sẽ mua. Và cái giá trị của những cái căn cạnh góc luôn luôn nó sẽ cao hơn so với những cái căn thường bên bên trong. Đấy là Thiên Định chia sẻ luôn. Đấy, thứ nhất là những cái căn cạnh góc nó có vị trí gần ngay với đường lớn, đúng không ạ? Về giá trị thì chắc chắn là nó sẽ không bằng những cái căn góc, nhưng nó sẽ hầu như là sẽ được sự lựa chọn ở cái gọi là lựa chọn 2, đúng ạ? Nó cạnh góc mà, đúng ạ? Thì sau này những cái căn này thì cái tiềm năng tăng giá của nó sẽ rất là cao. Đây, hôm nay Thiên Định sẽ giới thiệu với chúng ta nhìn, cô chúng ta nhìn là chúng ta biết được là cái phong cách kiến trúc châu Âu rất là đẹp luôn. Đây, diện tích của nó là diện tích đất là 145 mét của anh chị nhá. Đây, Thiên Định giới thiệu trực tiếp cái căn luôn, Biển Hồ 9A SP9A -69 nha anh chị nhá. Đấy, vỉa hè thì rất là thoáng và rộng này. Đấy, cả cái dãy nào vào bên trong còn rất là sâu. Nhưng mà căn này thì nằm ngay ở đây luôn, cô chị chúng ta có thể nhìn thấy là xe cộ đi lại rất là tấp nập. Để mà kinh doanh thì căn này nó có độ nhận diện thương hiệu rất là tốt luôn cô chị ạ. Đúng không ạ? Đấy. Diện tích xây dựng một mặt sàn Thiên Định phải nói là rất là lớn. Nếu như mà để mà nói mà được cái diện tích xây dựng lớn như này chỉ có sao biển 1 là một này, sao biển 9A này thì cũng có diện tích xây dựng nó loanh quanh đâu đó 97-98 mét. Còn tại Biển Hồ 9A hiện tại là cái diện tích xây dựng nó rất là lớn, nó lên đến như cái căn này nó lên đến 107 mét của chị nha. Diện tích xây dựng lên đến 107 mét. Và cái mức giá hiện tại, mức giá thị trường đối với những căn như này, một số căn đã mua vào, cái mức giá gốc thì mình chia sẻ nhá, mức giá gốc như căn này chủ đầu tư mở bán ra nó rơi tầm khoảng 18 tỷ, cộng chênh như căn này thị trường cái lúc, nếu như mà thị trường lúc chênh mà chênh cao nó rơi tầm khoảng 4 tỷ, 4 đến 5 tỷ một triệu. Đấy, nhưng hiện tại căn này đang bán hầu như bán thu tiền về
đúng không ạ? Bán không có lợi nhuận luôn. Đấy, hiện tại căn này đang bán với mức giá là 22,5 tỷ của anh chị nhá. 22,5 tỷ, một mức giá vô cùng hợp lý trong thời điểm bây giờ, đúng không ạ? Tại vì Thiên Định biết được rằng là có rất nhiều căn như thế này, vị trí còn xấu hơn như thế này, đi tít vào bên trong, nhưng mà hiện tại đang chào bán với mức giá là 25 tỷ. Tại vì sao? Là có rất nhiều của anh chị chúng ta biết được rằng là với cái diện tích xây dựng như thế này thì rất là thuận lợi để chúng ta có thể mở shop, đấy, mở cửa hàng kinh doanh, mở công ty, địa điểm văn phòng, đúng không ạ? Spa, rất nhiều các dịch vụ mà chúng ta có thể phát triển được. Và sau này của anh chị chúng ta biết không? Sau này cái trục đường này này, nó sẽ đâm thẳng sang, đấy, đâm thẳng sang cái mạn bên kia là khu chung cư và nhà để xe 5 tầng nha anh chị nhá. Đấy, nhưng mà hiện tại thì là bên kia đang quây tôn. Đấy, tại vì bên khu bên đấy đang chưa triển khai thi công. Nhưng thời gian tới thì khu bên đấy thi công thì nó sẽ có nhà để xe 5 tầng bên đấy và có khu cao tầng bên đấy, cho nên đi xa rất là, nói chung là cái trục đường này sau này cũng sẽ rất là sầm uất, đúng không ạ? Và Thiên Định chia sẻ luôn là đối với những cái căn thương mại dịch vụ như thế này, với cái vị trí và cái diện tích xây dựng lớn như này thì tiềm năng trong tương lai nó sẽ rất là cao, đúng không ạ? Và chắc chắn. Tại vì sao? Với một cái diện tích xây dựng sàn như này của chúng ta chỉ cần kinh doanh cho Thiên Định tầng 1 thôi, 107m² sàn tầng 1 của chúng ta đã kinh doanh thoải mái rồi, làm thang máy thoải mái. Đấy, và cũng như nhìn được thấy cái kiến trúc của nó không ạ? Cái kiến trúc rất là đẹp luôn, kiến trúc châu Âu như một cái kiến trúc Pháp. Đấy, của chúng ta biết được là cái những cái dãy phố, những cái dãy phố German ở đấy ạ, đúng không ạ? Bên nhìn Nguyễn Xiển nó cũng tương tự như này luôn, và những cái dãy phố bây giờ giá nó đã trên trời rồi, giá rất là cao, đúng không ạ? Và đây là một cái vị trí mà cái con Thiên Định phải nói là cái con đường 52m này là cái con đường lớn nhất tại dự án Vinhome Ocean Park rồi anh chị nhá. Đấy, không có cái con đường nào lớn hơn con đường này nữa rồi. Và hiện tại đây, nếu như chúng ta đi trên con đường này, chúng ta đi ngược đi xuôi thì cái vị trí này nó nhận diện thương hiệu rất là tốt luôn. Đấy, cho nên sau này kể cả chúng ta không dùng mà chúng ta cho thuê, cho thuê cũng sẽ rất là rẻ, rất là dễ đúng không chị ạ? Đấy, ok, Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể quý chị đã theo dõi video của Thiên Định. Nếu quý vị đã quan tâm, đấy, muốn tìm hiểu về dự án Vinhome Ocean Park, Thiên Định có rất nhiều các sản phẩm tại dự án Vinhome Ocean Park, và hiện tại là cái thời điểm để chúng ta có thể mua được những cái sản phẩm với mức giá vô cùng hợp lý luôn. Tại vì thời điểm này đang là thời điểm đầu năm, rất nhiều quý vị chúng ta còn đang chưa bắt đầu triển khai gọi là đầu tư, rồi cũng rất nhiều quý vị chúng ta vẫn còn đang trong quá trình gọi là chờ đợi một số dự án mới. Để chúng ta có được sở hữu cho mình những cái căn tại Vinhome Ocean Park thì những căn thương mại dịch vụ là một trong những cái sản phẩm mà Thiên Định thấy được là nó là những cái sản phẩm đang có giá hợp lý và rẻ. Và trong tương lai thì chắc chắn nó sẽ, khi mà nó đã kinh doanh được thì chắc chắn giá trị của nó sẽ tăng lên rất là cao. Đấy, và đây Thiên Định cũng chia sẻ luôn là đây là những cái sản phẩm 50 năm nha anh chị nhá. Sổ đỏ 50 năm. Đấy, nhưng mà sau 50 năm thì tất cả những cái sản phẩm này nó đều có cái quy định của nhà nước, đúng không ạ? Gia hạn hợp đồng đóng theo thuế đất. Đấy, theo cái quy định của chủ đầu của nhà nước và chủ đầu tư. Để cô chú yên tâm một điều là những cái sản phẩm này hiện tại ở Vinhome Ocean Park nó đâu đó loanh quanh đâu có 1.500 căn, 1.500 căn thương mại dịch vụ, không phải ít đâu anh chị nhá. Cho nên là nó sẽ đồng bộ theo một cái quy chuẩn, sau này cô chú chúng ta chỉ việc kinh doanh thôi, và những cái căn này sau này nó sẽ là những cái con gà để trứng vàng cho chúng ta, đúng không ạ? Ok, Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị chúng ta ở những video tiếp theo nha. Và nhớ nút đăng ký và theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Thiên Định nha anh chị nhá. Ok, Thiên Định xin chào.